USD của Weihuobi, nhân sự cấp cao bị Trung Quốc điều tra, nguy cơ vỡ nợ, USDT bị bán tháo. Thị trường tiền mã hóa chưa kịp hồi phục sau sự vụ cướp Finance, CRV và rủi ro thanh lý thì tiếp tục phải đối mặt với loạt tin FUD mới. Lần này, đối tượng bị FUD là sàn Huobi của Justin Sun. Cuối tuần này, Adam Cameron tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý với loạt tin tức bóc trần những gì đang diễn ra ở Huobi, một trong những sàn có gốc gác Trung Quốc nổi bật hiện nay. Adam Cameron khẳng định mình đã được nguồn tin nội bộ từ chính Huobi xác nhận rằng một số nhân sự cấp cao của Huobi và Trang đang rơi vào tầm ngắm của cảnh sát Trung Quốc. Lý do là vì chính quyền đất nước tỷ dân đang tích cực càn quét các nền tảng bị xem là hoạt động không đăng ký, rửa tiền và chuyển tiền ra nước ngoài bất hợp pháp. Sau màn tin trên thì đến lượt Huobi. Dù thông tin này chưa được chứng thực, nhưng việc cảnh sát Trung Quốc đang rà soát gắt gao với các nền tảng crypto là tỷ suất sinh lời của các quỹ đầu tư trong năm 2023 thấp hơn cả hiệu suất giá Bitcoin. Tờ Bloomberg trích dẫn dữ liệu từ công ty cố vấn đầu tư 21R6 Capital ở Thụy Sĩ cho biết có đến 97 quỹ đầu tư crypto đã dừng hoạt động trong năm nay. Dữ liệu ghi nhận có tổng cộng 700 quỹ VC trên toàn thế giới, nhưng tỷ suất sinh lời bình quân trong nửa đầu năm 2023 là khoảng 15,2%. Dù hoạt động có lãi là tín hiệu đáng mừng trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay, nhưng nếu so với hiệu suất giá Bitcoin là 83,3% thì lợi nhuận của quỹ hơi kém cạnh. Có thể thấy, nếu một người dùng thông thường chỉ mua Bitcoin vào đầu năm rồi hold to die đến hiện tại thì đã đầu tư sinh lời hơn các quỹ VC crypto toàn cầu. Dĩ nhiên, so sánh như vậy là có phần khập khiễng vì vận hành quỹ đầu tư gặp phải nhiều khó khăn và rủi ro hơn so với một nhà đầu tư cá nhân. Elon Musk khẳng định X2Twitter sẽ không phát hành token. Trả lời một bài đăng trên X2Twitter, ông chủ của mạng xã hội này là Elon Musk khẳng định sẽ không bao giờ phát hành token riêng. Bình luận của ông Musk là để đáp lại một bài đăng cảnh báo nhà đầu tư rằng hiện tại đang có nhiều meme coin mạo danh hoặc lợi dụng tên tuổi của Elon Musk trên Twitter, trên X như X trên Twitter, LRN Bytes Twitter, EBT, Crypto Twitter CT, TVKITTERDORGETDORGE. Trước khi Musk mua lại Twitter, mạng xã hội đã có nhiều động thái tiếp nhận tiền mã hóa như tích hợp ví Bitcoin trên ETHRLM, hỗ trợ đặt ảnh đại diện bằng NFT, đồng thời có tin đồn sẽ tạo đồng tiền riêng tên Twitter Coin và xây dựng ví tiền crypto cho nó. Song, có vẻ kế hoạch làm Twitter Coin và ví đã bị dẹp bỏ sau khi Elon Musk lên làm CEO Twitter. Binance Labs, Sequoia đầu tư 2,5 triệu USD vào giao thức Zcash. Tối ngày 3 tháng 8 năm 2023, Zcash, giao thức bảo vệ quyền riêng tư và xác minh danh tính, KYC cho các ứng dụng Web3 đã công bố vòng gọi vốn seed round trị giá 2,5 triệu USD. Các nhà đầu tư tham gia vòng này bao gồm Binance Labs, Sequoia China, OKX Venture, Giao 5, SIGDT Investments, Cypher Capital, Lilan Venture và Blockchain Founders Fund. Zcash là một dự án tăng cường bảo mật cho các ứng dụng Web3 với mục đích cung cấp giải pháp xác minh danh tính, KYC an toàn và bảo vệ quyền riêng tư. Giải pháp của Zcash là sự kết hợp và ứng dụng của ba công nghệ Zero Knowledge Proof ZKP, Multiparty Computation MPC cùng với bảo mật vận chuyển từ bên thứ ba, đem đến cho người dùng có khả năng cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc tự tải lên các tài liệu trên bất kỳ trang web nào mà không cần tiết lộ thông tin.